biểu và giao tiếp tuổi Tên. Trẻ em ở tuổi dậy thì á, nó bướng bỉnh, nó cáu gắt, thì đây là chương trình tạm gọi là chương trình tâm lý tuổi Tên á. Đây là phần đầu tiên của chương trình cha mẹ đồng hành, thì lẽ ra là quý vị phải trả phí thì quý vị mới được nghe cái thông tin này khi mà quý vị tham gia chương trình cha mẹ đồng hành. Nhưng mà Liên thấy là rất nhiều người không đủ khả năng tài chính, hoặc không thể sắp xếp thời gian, hoặc có tiền nhưng mà không muốn chi trả cho cái vụ này, chỉ thích đi học miễn phí thôi, thì trường hợp nào cũng được. Liên nghĩ là Liên phải đem ra làm miễn phí để nhiều người biết tới, thì quý vị đỡ khổ, và nhất là mấy đứa trẻ nó đỡ khổ. Và khi những đứa trẻ lớn đó đỡ khổ, nó lớn lên, nó sẽ thành cha mẹ thì con nó đỡ khổ, cháu nó đỡ khổ, và nếu nó là thầy cô giáo thì học trò nó đỡ khổ. Và chúng ta sẽ tạo ra những con người ôn hòa thì xã hội đỡ khổ, đúng không ạ? Ok, thì đây là cái chương trình tâm lý tuổi Teen, hay là phần đầu của chương trình cha mẹ đồng hành. Đây chúng ta sẽ nói về tuổi Teen, nói về những cái biểu hiện của tuổi Teen và tại sao nó có những biểu hiện đó, và mình cần phải làm gì để giúp tuổi Teen, để giao tiếp với tuổi Teen, thì quý vị thấy là cái chương trình cha mẹ đồng hành á, tại sao nó tên là cha mẹ đồng hành? Đồng hành, chúng ta biết cái chữ bạn đồng hành, đúng không ạ? Bạn đồng hành là những người đồng cam cộng khổ, cùng vượt qua khổ khó khăn khổ nhọc với nhau, và cũng như là cùng hưởng thành công, cùng vượt qua thất bại với nhau, cùng giải quyết vấn đề khó khăn với nhau, và cùng ăn mừng chiến thắng với nhau, phải không ạ? Bạn đồng hành, đâu có ai bắt buộc phải là bằng tuổi, hay là cùng trình độ, hay là cùng tôn giáo, hay là cùng đảng phái chính trị, hay là cùng quan điểm chính trị. Bạn đồng hành không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì hết quý vị. Một điều kiện duy nhất của bạn đồng hành là chúng ta có cùng một điểm đến, chúng ta có mục đích chung, và chúng ta sẵn sàng hợp tác, chúng ta vượt qua những cái khó khăn cá nhân để đến cái mục đích chung, đúng không ạ? Bạn đồng hành là vậy. Và bạn đồng hành là những người cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau giải quyết vấn đề, cùng giúp nhau trên con đường đi, đồng cam cộng khổ, và khi thành công thì cùng nhau ăn mừng. Và có thể là bạn đồng hành khi thành công rồi, ăn mừng xong rồi thì đường ai nấy đi, hoặc là lại bắt tay vào một cái cuộc đồng hành mới, phải không ạ? Cho nên là cái tên cha mẹ đồng hành nó hàm ý là khi mà con quý vị vào tuổi Teen thì là quý vị hãy là bạn đồng hành của con. Tại sao cái tuổi lớn, tuổi nhỏ hơn trước đó Liên không có nói về chuyện đồng hành? Là vì tuổi nhỏ trước đó nó chưa có hiểu được cái khái niệm của cam kết. Tuổi nhỏ trước đó nó chỉ hiểu về vui thôi, cái gì vui hoặc cái gì không vui thôi, phải không? Còn khi nào bắt đầu vào tuổi Teen thì não nó phát triển hơn nhiều rồi, và cái ý thức, nhận thức của nó phát triển hơn nhiều rồi. Nó hiểu về trách nhiệm, nó hiểu về những cái giá trị đạo đức, và nó hiểu về cái sự cam kết. Cho nên nó có thể đóng vai bạn đồng hành được. Còn cái tuổi trước đó mình không thể đồng hành được, mà mình chỉ chơi đùa thôi. Mình chơi đùa như hai đứa bạn ra sân gặp nhau chơi cho vui rồi về, không có trách nhiệm gì với nhau hết. Còn bạn đồng hành là những người có trách nhiệm với nhau, cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng khuyên can lẫn nhau, cùng lắng nghe nhau, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Còn bạn chơi ngoài đường là chơi cho vui thôi, còn khó khăn thôi, không à? Quý vị thấy mấy đứa con nít nó chạy xuống sân nó chơi á, nó đâu có giúp đỡ gì nhau đâu, nó chỉ chơi với nhau cho vui thôi, rồi hết chuyện rồi hết vui rồi thôi. Nó cứ, quý vị thấy mấy đứa con nít nó chạy chỗ nào vui nó chạy tới nó chơi, chơi đã hết vui chạy chỗ khác chơi, đúng không à? Cho nên là cha mẹ hồn nhiên là cái chương trình mà nói về học hành á. Tại sao hồn nhiên? Tại vì đối với mẹ trẻ em, mọi việc đều là trò chơi, mọi thứ đều là đồ chơi. Vì cái cách học hành của trẻ em á là thông qua chơi đùa, đúng mà. Vì thì có câu nói của một nhà giáo dục Mỹ đó là nếu đối với người lớn đi làm đi học là việc nghiêm túc, thì đối với trẻ em chơi đùa là việc nghiêm túc. Cho nên là vì chơi đùa là cách học hỏi, là cách trẻ em học hỏi, tìm hiểu, khám phá thế giới quanh mình. Cho nên cái chương trình cha mẹ hồn nhiên nó có tên hồn nhiên là vậy. Tức là chơi muốn vui thì phải hồn nhiên. Còn chơi mà cứ ngồi đó sửa, chỉnh, chê, bai, phán xét, đánh giá thì là cái đó hết hồn nhiên là hết vui, đúng không ạ? Mà muốn cho con quý vị chơi cho vui để làm chi? Vì chơi đối với trẻ em là học hành.
Thành ra cái cha mẹ hồn nhiên nó tên là cha mẹ hồn nhiên vì trong đó chúng ta nói chuyện học hành của con mình thôi. Còn cha mẹ am hiểu thì trong đó chúng ta nói về những cái việc là mình phải hiểu biết thì mình mới có thể thỏa mãn nhu cầu chính đáng của đứa trẻ. Mình phải hiểu biết thì mình mới có thể nâng niu gìn giữ những cái tiềm năng của đứa trẻ, phải không ạ? Còn cha mẹ đồng hành là vì bây giờ đứa trẻ nó tới tuổi teen rồi, nó bắt đầu có thể hiểu được trách nhiệm, nó có thể hiểu được cam kết, nó có bắt đầu hiểu được cái chuyện là gần gần thành một người lớn rồi, cho nên chúng ta mới đồng hành với con mình, đúng không quý vị? Thì là cái phần mà Liên sắp nói sau đây nè là phần đầu tiên của chương trình cha mẹ đồng hành. Mà những quý vị nào đã đăng ký chương trình ngày 2 tháng 12 là chương trình cha mẹ đồng hành đó, trong chương trình quý vị sẽ nghe lại. Và nếu quý vị cảm thấy bất công là vì sao tôi trả tiền mà cô đem cái thông tin này cô nói trên mạng miễn phí, thì Liên cũng có thể hiểu được tâm lý của quý vị. Vì vậy cho nên chương trình nó có cái chính sách là nếu không hài lòng hoàn trả học phí 100%. Cho nên nếu mà quý vị không hài lòng vì lý do Liên đem cái thông tin này ra Liên tặng miễn phí, rồi quý vị phải, dù cho quý vị phải trả phí, quý vị đòi tiền lại thì quý vị sẽ được trả 100% luôn. Tức là quý vị được nhiều hơn như vậy nữa mà cũng miễn phí luôn. Đúng không ạ? Tại vì quý vị biết Liên làm cái việc này không phải vì tiền, đúng không ạ? Đúng là Liên có học phí của Liên nó cũng là một số tiền đáng kể, nhưng vẫn rẻ hơn thị trường rất nhiều quý vị. Ở thị trường một khóa học một ngày của những diễn giả như là Phạm Thành Long hay là Francis Hùng hay là Lê Thẩm Dương gì đó, mấy chục triệu một ngày, hay là VAS gì đó 10 triệu hay 20 triệu gì đó, trong khi khóa học của Liên nó có 1 triệu mấy, 2 triệu, thật ra so với giá thị trường nó bằng 1/10 thôi. Nhưng tại sao Liên lấy tiền? Là vì Liên nghĩ là nếu mà quý vị không bỏ tiền ra đó thì quý vị sẽ không có trân trọng. Thì Liên thấy rõ ràng là trong quá khứ, lúc thời kỳ đầu á, Liên làm miễn phí thì phụ huynh cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô, không có ai tập trung hết á. Cho nên cuối cùng rồi là Liên tốn công sức, họ tốn thời gian, và các bạn tình nguyện viên thì tốn công tổ chức mà không ai được ích lợi gì hết. Phụ huynh chẳng nhớ Liên nói gì. Thành ra là Liên vẫn lấy tiền học phí, mục đích là để quý vị trân trọng và quý vị chịu khó tập trung, mà quý vị áp dụng thì quý vị mới có kết quả được, phải không ạ? Còn những quý vị mà thật sự không đủ khả năng tài chính hoặc không muốn trả tiền cho cái chuyện này thì thôi, Liên làm miễn phí. Vì dù sao quý vị chịu học là quý lắm rồi, còn hơn những người là không thèm học còn chửi rủa hả, đúng không ạ? Chứ quý vị chịu nghe rồi quý vị chịu áp dụng là cái quý nhất. Liên nghĩ cái điều mà Liên cần ở quý vị nhất là quý vị lắng nghe, quý vị áp dụng, phải không ạ? Và quý vị cố gắng, quý vị không bỏ cuộc thì là thì đó là cái phần thưởng cao quý nhất dành cho Liên, chứ không phải là tiền quý vị mang tới khóa học. Nhưng mà đương nhiên cái tiền đó thì thứ nhất là nó giúp cho quý vị trân trọng, quý vị tập trung, quý vị áp dụng. Thứ hai là nó giúp để duy trì cái công việc này. Tại vì sự thật là không ai đủ tiền để mà duy trì cái việc này miễn phí mãi mãi, phải không ạ? Người ta nói là ngồi ăn không lỡ núi mà, đúng không ạ? Thành ra là nếu mà quý vị nào mà muốn tham gia chương trình có phí thì ngày 2 tháng 12 ở tầng 11 Diamond Plaza, số 34 đường Lê Duẩn, nhưng nào mà quý vị không muốn tham gia hoặc quý vị ở xa, quý vị không muốn bỏ tiền, quý vị ở xa thì là quý vị có thể lên YouTube quý vị tìm nhiều lắm, hoặc quý vị có thể lắng nghe chương trình cái livestream ngày hôm nay. Đề tài của hôm nay là chúng ta sẽ nói về tuổi teen nó bướng bỉnh, nó cáu gắt, nó nhăn nhó, vì sao và cần phải làm gì ha. Thì khi nói tới tuổi teen á, là Liên còn nhớ là trong tất cả các chương trình của Liên, kỷ lục không nước mắt, tâm lý tuổi teen, hiểu về teen, giao tiếp và đồng hành cùng teen, cha mẹ đồng hành, trong tất cả các chương trình đó, mỗi lần nói tới tuổi teen thì Liên nói tiểu teen nó như thế nào, tức là một phụ huynh phát biểu ầm ầm lên, bướng bỉnh, thích thể hiện cái tôi to đùng, đóng sầm cửa, cáu gắt, lầm lì, không thèm nói chuyện, cãi chày cãi cối, bốc đồng, gì nữa ta, lì lợm, hay ăn cắp, hay nói láo, rồi thậm chí có đứa là hại dọa tự tử, rồi có đứa là chỉ thích thần tượng sao. Công việc thì không bao giờ nhớ, nhưng mà tất cả những chi tiết của sao hàng là nó nhớ
nó nhớ như là thần đồng, rồi còn gì nữa không, điệu khủng khiếp. Có người thì khác thì nói ở giờ khủng khiếp, có người khác thì nói trời ơi đâu có ở giờ đâu, nó tắm lâu ơi là lâu, suốt ngày thấy nó sửa soạn tắm rửa rồi bôi chét. Nãy giờ quý vị thấy có cái nào không đúng không? Đúng hết đúng không? Nhưng có cái nào tích cực không? Toàn là tiêu cực. Để thấy ngộ nha, mỗi lần liên hỏi phụ huynh cái là họ kể ra trời ơi cái danh sách nó dài không tả được luôn, mà toàn là mấy chuyện tiêu cực. Cho nên một cái điều chúng ta cần phải hiểu cái khó khăn của tuổi teen rõ ràng là xã hội có một cái sự kỳ thị, một cái định kiến có sẵn cho tuổi teen rất là tiêu cực. Như vậy thì ai mà sống trong cái định kiến đó có hạnh phúc được không quý vị? Có vui vẻ được không? Cho nên quý vị thấy một trong những lý do tại sao teen nó cáu gắt là vì cái định kiến có sẵn của xã hội đó. Tự nhiên nó đã làm cho cái bản chất của teen như thế nào thì không biết, nhưng mà chắc chắn một người nào mà cứ bị định kiến tiêu cực như vậy hoài á thì họ không thể tươi cười vui vẻ được. Thành ra chúng ta cái việc đầu tiên á, cho nên trong cái lớp cha mẹ đồng hành hay là lớp tâm lý tuổi teen á, là Liên hay bắt phụ huynh Liên ép buộc ép buộc, nghe ngộ ha, nó là kỷ luật không nước mắt là không bao giờ ép buộc, mà Trần Thị Ái Liên này lại đi nói ép buộc, tức là không phải là ép buộc mà Liên đã hỏi ý kiến là quý vị có đồng ý rằng quý vị sẽ hợp tác trong chương trình này không. Đồng ý rồi nghĩa là bây giờ luật chơi là quý vị không được nói tới những cái điều tiêu cực của tuổi teen nữa, mà quý vị phải hỏi nói những điều tích cực ha. Vậy thì bây giờ mới nói tới chuyện tuổi teen, thì khi mà Liên hỏi quý vị phụ huynh tham gia các chương trình cha mẹ đồng hành và tâm lý tuổi teen á, họ có đồng ý làm việc hợp tác không, họ đồng ý rồi, thì Liên nói bây giờ luật chơi là quý vị bị bắt buộc không được nói tới những chuyện tiêu cực của tuổi teen nữa, mà quý vị phải nói điều tích cực mà thôi. Thì bắt đầu họ, trời ơi Liên thấy nó ngộ ghê vậy, tới hồi nói chuyện tiêu cực á là cho họ tuôn ra như là bão vũ bão, tới hồi bắt buộc phải nói chuyện tích cực của tuổi teen là ngồi rặn từng chữ một, nhưng mà rặn hồi cũng ra rặn hồi cũng ra. Người thì nói là ô nó rất là nhạy cảm, nó rất là nồng nàn, rất là tình cảm. Đúng, điều đó có nghĩa là nó cũng rất dễ bị tổn thương, nó hay tự ái, đúng không? Nó rất là sáng tạo, cho nên nó hay phá cách. Điều đó cũng có nghĩa là vì vậy cho nên nó thường xuyên ăn mặc quái đản, phải không? Nó thường xuyên nói những cái chuyện mà không giống ai hết trơn. Người thì nói là nó rất là tò mò, nó rất là thích tìm hiểu thông tin, nó rất là thích tìm hiểu thông tin, và nó thông tin nó tìm hiểu là tới nơi tới chốn. Điều đó cũng có nghĩa là nó tò mò và nó sẽ tò mò những cái chuyện mà mình không muốn nó biết, ví dụ như chuyện giới tính chẳng hạn, đúng không ạ? Và trong chương trình cha mẹ đồng hành thì chúng ta sẽ nói cái phần giới tính rất là kỹ ha quý vị, rất là chi tiết luôn, nhưng mà ở trên đây thì là có lẽ là hơi nhạy cảm cho nên không có làm livestream cái phần đó được ha. Và có người thì nói là cái tốt của tuổi teen là nó bắt đầu hiểu biết rồi, cho nên nó nói cái gì nó có lý lẽ đàng hoàng ha. Đó là sự thật, lý lẽ nó rất là chặt chẽ và thường làm cho ba mẹ đuối lý vì vậy cho nên ba mẹ không có thích chuyện này sự thật là nếu mà ba mẹ đã thấm nhuần kỷ luật không nước mắt thì thấy nó hay chứ gì đâu không thích, tại vì ba mẹ vẫn còn vô tôi cho nên thấy nó đuối lý mới bực mình thôi, đúng không? Bây giờ mới nói tới một cái tuyệt vời khác của teen là nó yêu. Ôi, nó yêu rất là nồng nàn. Ở tình yêu của tuổi teen là cái tình yêu đẹp nhất, tại vì một khi đã trưởng thành rồi là người ta yêu người ta thủ chứ không ai hết lòng. Còn tuổi teen là nó yêu rất là hết lòng, nó yêu cuồng, nó yêu nồng nàn, đúng không? Và cái điều tuyệt vời khác của tuổi teen nữa là nó rất là mạnh mẽ, nó rất là can đảm, nó rất là táo bạo, nó sẵn sàng, thậm chí là nó thích thú thách thức, cho nên nó rất dễ phát triển. Cái điều tuyệt vời khác của teen là nó nhìn đời rất là màu hồng, nó rất là tích cực. Vì sao? Vì nó đã bị đời đánh đời đạp đâu, cho nên đối với teen á, đời là màu hồng và nó nghĩ là nó rất mạnh mẽ, nó có thể là thay đổi cả thế giới, nó có thể là tả xung hữu đột ha, đánh đông dẹp bắc, phải không? Đó là điều tuyệt vời. Vậy thì một cái điều thứ tuyệt vời của teen á là nó rất là đam mê. Nó đam mê dữ lắm và nó theo đuổi đam mê một cách cuồng nhiệt, rất là không kể ngày đêm mệt mỏi gì. Thì cái điều đó thì quý vị sẽ thấy là mọi mặt nó đều, mọi thứ trên đời nó có hai mặt. Khi đam mê cuồng nhiệt mà nó mê game thì là cũng thành, thì mình đâu có gọi là đam mê, mình gọi là nghiện, đúng không ạ? Rõ ràng là bây giờ mới nói cái việc đầu tiên của cái chuyện là tuổi teen, rất nhiều người than phiền là nó nghiện game. Sự thật, nếu như con quý vị mà nó nghiện sách, hay nó nghiện đánh tennis, hay nó nghiện bơi, hay nó nghiện làm từ thiện,
thì là hay là nó nghiện làm robot, làm robot, thì quý vị sẽ không nói nó là nghiện đâu, quý vị sẽ nói là nó đam mê, đúng không? Chỉ vì cái chuyện game là cái chuyện quý vị không thích, cho nên quý vị mới nói đó là nghiện. Sự thật, nghiện và đam mê, Liên thấy nó không khác nhau nhiều, đúng không? Nó không khác nhau nhiều, tức là nghiện và đam mê nó không khác nhau nhiều. Nó làm, nó tức là nó nghiện cái gì hay nó đam mê cái gì nó làm, không làm chịu nổi hả, mà làm là làm thâu đêm suốt sáng, làm quên ăn quên ngủ luôn, quên đi vệ sinh luôn đó, phải không? Thành ra cái điều mà Liên muốn chia sẻ với quý vị là những phụ huynh có con 4 5 tuổi mà nói là còn sớm quá, tôi chưa cần đi học lớp cha mẹ đồng hành là một sự lầm lẫn rất là đáng tiếc. Tại vì nếu mà quý vị không hiểu được những cái điều này từ sớm, quý vị không có những cái bước chuẩn bị từ sớm, tới hồi nó thành tuổi teen rồi, lúc đó quý vị có làm gì cũng muộn rồi, đúng không ạ? Quý vị phải hiểu được rằng tuổi teen, cái tính cách đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất và nguy hiểm nhất của tuổi teen là đam mê. Mà đam mê cái tốt thì nó là đam mê, mà cái xấu thì mình gọi là nghiện, chỉ có vậy thôi, đúng không ạ? Cho nên là nếu như quý vị sẽ thấy rõ là những đứa trẻ mà từ nhỏ 3, 4, 5, 6 tuổi quý vị đã cho nó giới thiệu của nó rất nhiều loại hình sinh hoạt hả, như là nó đã từng được được giới thiệu đi học múa, học vẽ, học đàn, học hát, học nhạc, đi sinh hoạt câu lạc bộ, đi làm từ thiện, đi những cái cuộc thi này cuộc thi kia, đi du lịch, tham gia những cái việc như là sản xuất làm robot, hay là nghiên cứu cái này, hay là gì đó, đi công tác xã hội, thì những cái loại hình rất là đa dạng đó nó sẽ giúp cho con quý vị biết được mình thích cái gì, mình đam mê cái gì. Thì tới tuổi teen nó sẽ đi theo cái hướng tích cực đó, thì nó sẽ bắt đầu là nó nghiện tennis, nó nghiện sách, nó nghiện làm từ thiện, nó nghiện vẽ, nó nghiện đàn, nó nghiện múa hát, đúng không ạ? Những cái đó nó là lành mạnh, cho nên mình đâu dùng từ nghiện, mình dùng từ là đam mê, rất là nồng nàn và ngọt ngào. Nhưng nếu từ nhỏ 4 5 tuổi mà quý vị không có giới thiệu cho nó những cái chuyện đó hả, quý vị cứ để cho nó thuận tiện ở nhà là cứ ôm cái điện thoại, cứ ôm cái tivi, hoặc là hồi nhỏ nhà quý vị tắt điện thoại, tắt tivi, vì rồi quý vị thấy nó ổn, tại vì nó chơi, nó vẽ, nó vời, nó đọc sách, nó chơi đồ chơi, quý vị thấy nó ổn, thành ra quý vị nghĩ là nó ổn. Nhưng mà nó không có những cái kỹ năng kia thì là tới tuổi teen nó không có cách nào để thỏa mãn nhu cầu đam mê của nó, thì nó sẽ mê cái gì mà thuận tiện nhất, đó là tivi có sẵn ở nhà, đó là điện thoại có sẵn ở nhà, đó là iPad có sẵn ở nhà, quý vị có hiểu ý không? Mà trên tivi, trên điện thoại, trên iPad thì có gì, có internet, có Facebook, có thông tin về giới tính, có game, có sao hàng, đúng không quý vị? Thành ra là cái đầu tiên quan trọng nhất của tuổi teen là đam mê. Thì quý vị muốn cho nó đam mê những thứ lành mạnh, quý vị phải lo giới thiệu cho nó những cái thứ lành mạnh, để rồi nó có cái kỹ năng, rất cái kỹ xảo. Tới tuổi teen mới đi học bơi thì cái nó vạn sự khởi đầu nan mà. Tới lúc đó mới đi học bơi thì nó khó, nó đâu thèm bơi, nó chơi game khỏe hơn, quý vị hiểu ý không ạ? Nhưng nếu mà nó biết bơi ngay từ bốn nó học bơi từ 4 5 tuổi thì tới tuổi teen nó bơi rất giỏi rồi, thì lúc đó nó bơi nó mới thấy vui chứ. Mà nếu mà từ 1 2 tuổi trong lớp cha mẹ am hiểu, chúng ta sẽ nói việc là giúp cho con có tinh thần trách nhiệm, làm sao để xây dựng cho con tinh thần trách nhiệm, làm sao để xây dựng cho con kỹ năng giải quyết vấn đề, thì một trong những cái điều đó là phải cho con làm việc nhà. Và làm việc nhà khi nào? Từ khi nó đòi, tức là lúc nó 1 2 tuổi, khi nào nó đòi là cho làm liền. Thì lúc đó nó mà làm thì mình sẽ rất là mệt, nhưng mà lớn thành tuổi teen á thì nó sẽ trở thành cái đam mê, có thể nó là đam mê nấu ăn, hay là đam mê nướng bánh, hay là đam mê nướng thịt, ví dụ vậy. Con trai thì nó hay chơi hay thích nướng thịt, con gái thì hay thích nướng bánh, vân vân. Thì quý vị sẽ thấy là cái việc mà tuổi teen đam mê á, nó là cái nhức đầu của những cha mẹ mà có con nghiện game. Đó là vì những cha mẹ đó không có những sự chuẩn bị từ sớm. Còn những cha mẹ có sự chuẩn bị từ sớm, quý vị sẽ thấy nó đam mê những cái thứ rất là lành mạnh. Liên có một chị bạn, hồi xưa chỉ là tổng giám đốc của Sacombank, SJC á, Sacombank trang sức á.
Thì chỉ hồi đó chỉ có thằng con trai 10 tới tuổi teen á, cho nó mê tennis lắm quý vị, nó không bao giờ đụng tới điện thoại, nó không bao giờ đụng tới ITV, iPad đó, tại vì nó nghiện tennis. Ví dụ như cháu của Liên ở bên Mỹ đó, cô bé đó bây giờ nó đang đang tuổi teen đó, thì là nó rất thích đóng kịch, nó rất thích nó gọi là performing arts, tức là nghệ thuật sân khấu á. Thì là nó hay tham gia những cái câu lạc bộ nghệ thuật sân khấu, tức là tụi nó tổ chức đóng kịch, rồi tụi nó tổ chức đại nhạc hội, rồi nó rất là bận rộn với cái chuyện đó, mà nó làm rất là giỏi kìa. Tụi nó ngồi nó họp bàn với nhau, rồi nó lên kế hoạch, rồi nó lên kịch bản, rồi nó tập, rồi nó tự may, tự sáng tạo ra áo quần rồi trang trí, rồi ôi trời tuyệt vời lắm quý vị. Thành ra là cái chuyện quý vị phải chuẩn bị từ sớm á, thì nếu quý vị biết hiểu được tâm lý tuổi teen từ khi con quý vị mới 4 năm tuổi, quý vị đã hiểu được tâm lý tuổi teen, thì quý vị sẽ có những cái bước chuẩn bị tốt, thì tới cái tâm lý đó, tới khi nó tuổi teen á, nó sẽ thành tiên. Còn nếu quý vị không có những cái tâm lý, những cái chuẩn bị tốt đó, thì tới tuổi teen nó sẽ thành tinh. Và Liên có 7 đứa cháu, Liên đã nhìn thấy tin và tinh rất rõ ràng. Liên thấy quá trình nó từ khi nó sinh ra cho tới khi nó thành tinh rất rõ ràng, và quá trình từ khi nó sinh ra cho tới khi nó thành tiên cũng rất rõ ràng quý vị. Và cái sự khác biệt từng bước một nó rõ như ban ngày, và những cái này nó không khác gì mà sách vở đã dạy chúng ta. Liên chia sẻ quý vị đây, Liên rất mong là quý vị hãy, những quý vị có con ở 4 năm tuổi, nếu quý vị thật sự tin tưởng Liên, quý vị nghĩ là quý vị có thể có ích lợi từ Liên, thì hãy tin tưởng mà tham gia chương trình Cha Mẹ Đồng Hành ngay từ bây giờ. Vì thứ nhất là nếu quý vị tham gia mà quý vị thấy không hài lòng thì đòi tiền lại có sao đâu, hoàn trả học phí 100%, quý vị đâu có lý do gì để không yên tâm. Thứ hai là bảo hành suốt đời, nghĩa là khi nào quý vị học lại nó đều miễn phí mà, thì tại sao quý vị sợ hãi, tại sao quý vị lo lắng, đâu có lý do gì để lo lắng, chỉ có lý do để yên tâm thôi, đúng không? Bây giờ quý vị học không hài lòng, hoàn trả học phí, yên tâm chưa? Rồi quý vị học xong, tới gần ngày cái thời gian mà con quý vị sắp lớn xíu rồi, quý vị học lại miễn phí thì rõ ràng là quá yên tâm còn gì nữa, đúng không? Ok, bây giờ mới nói tới cái điều tiếp theo của tuổi teen rất rõ ràng á, là cái tôi to đùng. Ôi trời ơi, mấy đứa teen á là nó làm như nó giỏi nhất thế giới, nó mạnh nhất thế giới và nó biết hết tất cả mọi thứ, ai nói gì nó cũng cãi chai cãi gối, đúng không? Ai trong quý vị đồng ý xin hãy lên tiếng ạ. Bây giờ mới trở lại cái chuyện là cái tôi to đùng của teen. Bây giờ mới trở lại cái chuyện là cái teen nó có cái tôi to đùng là vì sao? Là vì nhiều lý do. Thứ nhất á, là sức khỏe nó cuồn cuộn. Thứ hai là nó có nhiều thông tin. Nhưng mà cái quan trọng nhất là vì nó chưa có từng trải cuộc đời. Nó chưa có bị đời đạp, nó chưa có bị đời quýnh, thành ra nó chưa có hiểu được mặt trái của cuộc đời, cái vị đắng của cuộc đời để mà nó khiêm tốn lại, đúng không ạ? Tức là sự thật là như vậy quý vị. Tuổi teen nó mạnh mẽ hơn người lớn rồi, nhất là mấy đứa 17, 18 tuổi là cái tuổi mạnh mẽ nhất đời người, đó là cái tuổi mà sức lực mạnh nhất đời người, đúng không ạ? Cho nên là nó thật sự nó đã mạnh hơn con nít, nó mạnh hơn người lớn. Nó là những đứa trẻ mạnh nhất, nó chỉ thua cái đứa trẻ 18 tuổi mạnh hơn nó thôi. Chứ còn những người khác, còn suốt cuộc đời con người á, năm 17, 18 tuổi là cái năm mình mạnh mẽ nhất. Thành ra là về sức lực tuổi teen cũng mạnh hơn cha mẹ rồi. Về trí tuệ thì sao? Nó cũng hơn cha mẹ luôn. Là vì ngày xưa đó chúng ta truyền thông tin bằng miệng, cho nên nó ai sống lâu thì nghe, sống càng lâu thì nghe càng nhiều thông tin, thì là càng biết nhiều thứ hơn, thì giải quyết vấn đề tốt hơn, đúng không ạ? Cho nên là mình thấy là gì, người ta hay có câu là sống lâu ra lão làng là vậy ha. Thì là sau đó khi con người văn minh hơn tí nữa thì là người ta truyền thông tin qua sách vở, thì rõ ràng là ai có tiền mua sách vở người đó có nhiều thông tin hơn, ai biết cách đọc sách thì người đó có nhiều thông tin và kiến thức hơn, thì rõ ràng là người lớn cũng thắng con nít nữa, vì con nít nó không biết đọc hoặc là nó không có tiền mua sách, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thông tin để đâu? Bây giờ thông tin nó để trên mạng, cho nên bạn nào mà giỏi mạng, giỏi kỹ thuật, bạn đó thắng. Bạn nào có nhiều thời gian để lướt mạng, bạn đó thắng,
đúng không quý vị? Thành ra là rõ ràng là tuổi Thìn nó thắng về mặt kiến thức và thông tin. Ngay cả nếu như quý vị làm việc trên internet, quý vị làm việc trong kỹ thuật, quý vị vẫn thua Thìn à. Tại vì suốt ngày quý vị phải lo làm việc của mình ở trong công ty, ở trong cái chuyên môn của mình, mà đâu có thời gian mà mình lướt mạng tùm lum thứ chuyện trên đời đâu. Còn Thìn nó rảnh lắm, nó lướt mạng, nó coi đủ thứ thông tin trên đời. Cho nên là nói về kiến thức và thông tin, Thìn hơn người lớn rất nhiều. Nói về sức lực, Thìn cũng hơn người lớn rất nhiều. Nhưng Thìn chưa từng trải cuộc đời, Thìn chưa từng bị đời đạp, cho nên Thìn tưởng Thìn ngon. Đúng không quý vị? Thìn tưởng Thìn ngon, thành ra Thìn mới có cái tôi to đùng. Vậy thì mình có cái gì hơn nó? Mình có tiền hơn nó, mình có quan hệ xã hội hơn nó, mình có kinh nghiệm đời hơn nó, mình trưởng thành hơn nó. Cho nên là giữa cha mẹ và Thìn bây giờ nó có một cái gọi là power struggle, tức là một cuộc cạnh tranh quyền lực, mà Thìn hơn cha mẹ cái này, thua cha mẹ cái kia, cha mẹ hơn Thìn cái này, hơn cha mẹ hơn Thìn chỗ này, thua Thìn chỗ kia, tức là hai bên đều ngang sức nhau. Nhưng mà cha mẹ thì là trước khi cái hồi con còn nhỏ đã quen dùng quyền lực, dùng sức mạnh rồi, đã quen chà đèn đàn áp người ta rồi, bây giờ thấy sức mất sức mạnh rồi bắt đầu cảm thấy là bị căng thẳng quyền lực, đúng không? Bị mất quyền lực, cho nên là tăng cường kiểm soát. Mà tăng cường kiểm soát với một người giỏi hơn mình mà mạnh hơn mình thì quý vị có thấy buồn cười không? Những ai mà từng làm việc với sếp ngu hơn mình sẽ hiểu được cái khổ của tuổi Thìn, đúng không mà? Cho nên cái điều mà quý vị cần phải hiểu là Thìn nó có cái tôi to đùng, là cái điều không nên, nhưng mà là cái chuyện dễ hiểu, tại vì cái tuổi đó như vậy, nó phải là như vậy, cái đó là cái bản chất rồi. Cho nên bây giờ cái việc là mình cần phải làm sao cho nó mất cái tôi to đùng, hay là mình cần phải gìn giữ cái tôi to đùng đó để từ từ nó tạo thành cái sự tự tin và dần dần nó hiểu ra sự thật, đúng không ạ? Thành ra là cái điều mình cần phải làm á, là mình phải cư xử với Thìn như thể nó đã trưởng thành, mặc dù mình biết nó chưa trưởng thành. Để chi? Để mình làm gương với nó, mình làm gương để mà mình cho nó hiểu thế nào là cư xử giữa những người trưởng thành với nhau. Còn cái việc hiện tại rất nhiều phụ huynh đang làm là mình lại đòi hỏi nó phải là cư xử như người lớn, nhưng mình cư xử với nó kiểu là cư xử với nít. Tức là nếu mình nói chuyện với người lớn thì mình nói dạ chào anh, mời anh vào nhà, dạ mời anh ngồi, để tôi có việc thưa chuyện với anh, đúng không ạ? Đó là cách mà người lớn nói chuyện với người lớn. Nhưng mà cha mẹ nói với Thìn sao? Nè, ngồi xuống, mẹ nói chuyện, mau. Cái nó ông ngồi, cái mình bắt đầu nói này, lớn rồi mà cư xử như con nít vậy, ngồi xuống. Tức là mình đòi hỏi nó phải cư xử như người lớn, nhưng mình lại cư xử với nó như thể nó đang là con nít. Sự thật cái cách cư xử đó cũng nên làm dành cho con nít nữa, chứ đừng nói với ai, đúng không? Tức là chúng ta vẫn còn đang rất là vô tôi và xúc phạm trẻ em một cách cẩu thả. Chúng ta đang cư xử cái kiểu là mạnh được yếu thua, đó là một cách cư xử rất hèn hạ. Mà quý vị thấy mạnh được yếu thua, chỉ có động vật hoang dã nó mới chơi trò đó thôi. Còn người có văn hóa không ai chơi trò đó. Người có văn hóa không ai chơi cái trò mạnh được yếu thua, mà họ phải hiểu được lý lẽ, đạo đức và sự cao thượng ở đời, đúng không ạ? Người đàng hoàng, người cao thượng không ai chơi trò mạnh được yếu thua, không ai là dựa vào sức mạnh, quyền lực và tiền tài để ép người khác. Chỉ có những thằng khốn nạn mới dựa vào sức mạnh, tiền tài và quyền lực để ép người khác. Quý vị, chuyện này ai thích tranh cãi thì cứ tranh cãi. Ok. Nhưng mà trở lại với chuyện con Thìn, là thay vì nói con ngồi xuống mau, lớn rồi sao cứ lì cái mặt ra như nít vậy, đó là cách cư xử rất xúc phạm. Và quý vị đang làm gương cho con quý vị hành xử một cách xúc phạm. Thành ra quý vị, những ai đã tham gia chương trình của Liên nhiều rồi còn nhớ cái câu Liên nói rất là nghe chói tai đó: dạy con bằng lời là ngu xuẩn, dạy con bằng lối sống, bằng hành động, bằng thói quen của chính mình, quý vị. Cho nên quý vị muốn con quý vị cư xử tử tế thì chính quý vị phải cư xử tử tế với nó trước, phải làm gương bằng cách là thay vì nói là ngồi xuống, mẹ nói chuyện xíu, lớn rồi, nghiêm túc đi chứ, phải không? Thay vì nói như vậy thì mình sẽ nói là
Con ơi, mẹ cần nói chuyện với con. Khi nào thuận tiện thì con báo cho mẹ biết để mẹ sắp xếp thời gian, rồi mình dành thời gian nói chuyện với nhau nha. Nếu con muốn thì mình có thể đi ra quán cà phê để mình ngồi cho thoải mái, hoặc mình đi ra một cái không gian công viên hay là bờ sông gì đó, nó dễ cởi mở hơn nếu con muốn. Còn không thì ở nhà cũng được ha. Khi nào con thấy thoải mái, con rảnh, con có thời gian, con báo cho mẹ biết, mẹ sắp xếp thời gian để mình nói chuyện. Tại vì con lớn rồi, có nhiều điều chúng ta cần phải hiểu nhau, cho nên là mẹ nghĩ là nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn thì nó sẽ giúp cho cái mối quan hệ mẹ con của mình nó dễ dàng hơn. Hãy nói chuyện với con Thiên của quý vị như thể là quý vị nói chuyện với lại khách hàng. Tại vì quý vị muốn gìn giữ cái tôi to đùng đó để dần dần cái tôi to đùng đó sẽ biến thành tự tin. Còn nếu mà tưởng thành tự tin, còn nếu mà quý vị cứ chà đạp, quý vị cứ đàn áp, quý vị cứ hét thì nó sẽ mất cái tôi to đùng đó, và nó đổi lại cái gì? Sự tự ti, đúng không ạ? Sự kém tự tin. Ok, bây giờ mới nói tới cái đặc điểm rất rõ ràng nữa của tuổi Thiên là nó cáu gắt. Ông nội ơi, nó cáu gắt. Và cái tâm trạng của nó thay đổi rất là nhanh. Vui thì vui quá, buồn thì buồn quá. Thì chúng ta nói về tiếp về cái chuyện là tuổi Thiên nó có cái tôi to đùng. Thì rõ ràng cái lý do tuổi Thiên có tôi to đùng là vì Thiên có khả năng tìm thông tin nhiều hơn người lớn rồi. Thiên có sức mạnh nhiều hơn người lớn rồi. Cho nên, nhưng mà Thiên chưa có từng trải cuộc đời, cho nên chưa có hiểu được, chưa có gặp gỡ nhiều để thấy được là có người trên đời này giỏi hơn mình nhiều lắm, để mà hiểu được sự thật, phải không ạ? Thành ra là cái điều tuyệt vời của tuổi Thiên là nó nhìn đời qua cái lăng kính màu hồng. Hãy gìn giữ cái lăng kính đó, đừng cố gắng làm cho nó mất đi, đúng không quý vị? Cho nên là hãy cư xử với tuổi Thiên như thể cư xử với khách hàng, hãy cư xử với tuổi Thiên như thể cư xử với người trưởng thành. Và để gìn giữ cái tôi to đùng đó, quý vị yên tâm, khi mà quý vị gìn giữ cái tôi to đùng của Thiên, tới khi đời đập Thiên thì nó sẽ trưởng thành hơn và nó sẽ khiêm tốn hơn. Nhưng nếu mà quý vị lo đập nó trước thì tới khi đời đập nó sẽ sụp đổ, nó sẽ yếu kém và nó không trưởng thành, và nó sẽ nhìn đời qua ánh mắt tiêu cực, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy là gì? Nếu quý vị là cha mẹ, quý vị muốn con Thiên của quý vị đủ khả năng để đối diện với sóng gió cuộc đời thì hãy gìn giữ cái tôi to đùng của Thiên, hãy cư xử với Thiên như một cách tôn trọng, thậm chí là tôn vinh. để mà từ từ khi nó trưởng thành, nó sẽ có khả năng, nó sẽ có cái tự tin đủ để đối diện với những cái sự tàn nhẫn của cuộc đời, đúng không quý vị? Nếu như quý vị tôn trọng, thậm chí tôn vinh cái tôi to đùng của Thiên thì Thiên sẽ trở thành những người mạnh mẽ, những người nhìn cuộc đời với ánh mắt rất là tích cực, thì khi ra đời bị đời đập thì nó mới đủ sức mà nó chịu đựng, và từ đó nó sẽ trở thành người từng trải, khiêm tốn và trưởng thành. Nhưng nếu ở tuổi Thiên mà quý vị thấy cái tôi nó to đùng quá, đập cho nó vài tăng cho nó hiểu được thế nào là khiêm tốn, thì nó sẽ trở thành người tự ti, yếu ớt, và khi ra đời đập thêm vài cái là cái nhân sinh quan của nó trở nên rất là tiêu cực, thậm chí là dễ dàng bỏ cuộc và nhìn đời với một cái điều là kém, không thiếu hy vọng vào tương lai, đúng không ạ? Bây giờ mới nói tới cái chuyện là cái đặc điểm tiếp theo của Thiên là nó rất là táo bạo, nó rất là thích mạo hiểm, nó thích làm những cái chuyện mà mình cấm là nó thích làm, là vì cái đó quý vị, nó là bản năng, là cái thứ mà tới tuổi Thiên nó sẽ là như vậy. Vì sao? Để quý vị để ý đi, tuổi Thiên nó là cái tuổi mà nó chuyển tiếp từ dựa dẫm hoàn toàn vào cha mẹ, trở thành một người độc lập, để sau tuổi Thiên nó thành người độc lập. Đây là giai đoạn chuyển tiếp. Cho nên quý vị, nếu mà quý vị để ý những cái phim khoa học nói về, họ cho mình coi đời sống của thú vật hoang dã đó, quý vị thấy những cái con chim mà nó bắt đầu rời tổ á, mà thì ba mẹ nó làm cái gì? Ba mẹ nó đẩy nó ra khỏi tổ. Thì những cái con mà nó rất là táo bạo, rất là can đảm á, đẩy ra cái là nó bay nó chao đảo hồi cái nó vững vàng nó bay tiếp. Còn những con mà nhút nhát, ba mẹ nó đẩy nó ra, nó chùi lùi lại, ba mẹ đẩy ra lùi lại, ba mẹ đẩy ra lùi lại, cái nó rất là chặt, chết ngắt. Thành ra quý vị thấy là gì? Cái giai đoạn chuyển tiếp này để tồn tại, để sinh tồn, động vật nó phải rất
táo bạo, rất can đảm, rất liều lĩnh thì nó mới dám vượt qua cái nỗi sợ hãi khủng khiếp mà rời khỏi tổ ấm để trở thành người độc lập và trưởng thành. Thành ra quý vị mới thấy là khi mà con người á, ngày xưa đó mình vẫn còn là chúng ta những ai tin vào cái sự tạo vào đấng tạo hóa hả, thì là con người là do Chúa sinh ra thì Liên không tranh cãi việc này, nhưng mà theo khoa học hiện đại thì họ nói là con người xuất thân từ động vật khỉ. Thì quý vị thấy là vượn người á, hồi xưa họ sống trong hang động hả, cho nên để mà phải đi, con nít thì nó ở trong hang động nó được bảo vệ. Tới khi nó là người trưởng thành, nó phải ra khỏi hang động, động vật cái thì săn thì hái lượm, còn động vật đực thì là săn bắn. Thì là quý vị sẽ thấy là không phải là săn bắn, nhưng mà nó đi đúng rồi, săn bắn, nhưng mà cái cách thời kỳ vượn người là chỉ dùng gậy gộc thôi, đúng không ạ? Dùng đá, dùng gậy thôi. Thì là quý vị sẽ thấy là những cái con mà nó can đảm, nó ra khỏi ra khỏi hang á, mà nó gan dạ, nó đi một cách hiên ngang á, thì nó mới sinh tồn được và nó đẻ sinh con đẻ cái. Còn những con mà nó nhút nhát, nó cứ ẩm mà thì nó bị con, nó yếu ớt thì những nó bị con khác nó ăn chết mất rồi, cho nên nó không để lại con cái. Vì vậy chúng ta là ai? Chúng ta là hậu duệ của những con người vượn mà thời tuổi teen nó rất là can đảm, táo bạo và thích mạo hiểm. Cho nên bây giờ nó đẻ ra con cháu, tới tuổi teen nó cũng căn bản táo bạo và mạo hiểm. Cho nên quý vị phải hiểu được rằng tuổi teen nó có nhu cầu mạo hiểm, và quý vị không thỏa mãn nhu cầu đó một cách lành mạnh thì nó sẽ mạo hiểm một cách nguy hiểm. Quý vị hiểu ý không ạ? Cho nên bên Mỹ nó mới có những cái chiếc tàu lượn nó chạy tốc độ cao thì cao, nó thả dốc rầm, mà người lớn chẳng ai thấy vui hết, nhưng tuổi teen nó thấy vui lắm, là vì nó thỏa mãn nhu cầu của nó. Còn mình đâu có nhu cầu đó đâu, mình sợ gần chết luôn. Quý vị hiểu ý không ạ? Thành ra là quý vị thấy ở Việt Nam không có những cái việc đó để thỏa mãn nhu cầu của teen á, cho nên nó mới đi bão. Quý vị thấy con nít nó lượn xe ngoài đường không, nó đi bão không? Trời ơi, Liên cái hồi Liên tuổi teen nó, Liên cũng thích chạy xe mà thiệt là nhanh, nó cho cái tốc độ nó khủng khiếp lên, nó sướng lắm. Bây giờ đâu thích nữa đâu, tại vì giờ mình già rồi, đúng không ạ? Quý vị không thể dùng cái nhu cầu của người già để áp lên cái tuổi teen được, phải không? Mỗi ở tuổi nó có nhu cầu khác nhau. Vì vậy cho nên là ở bên nước ngoài đó, họ hay khuyến khích những cái đứa mà thanh niên trai trẻ từ 17, 18, 20, 21, 22 á, là hãy đi chu du thế giới. Thậm chí là bên Hà Lan đã có một lần là có một cái trường hợp là một bé nó được bố mẹ, bé gái 16 tuổi, nó được bố mẹ nó đồng ý, được giăng buồm đi khắp thế giới. Tới độ mà tòa án của Hà Lan phải đưa ra án lệnh là không được đi, thì ông bố đó ổng mới thuê luật sư, ổng kiện tòa, nói là tòa đã vi phạm nhân quyền của con ổng, và cuối cùng tòa phải chịu thua và cô bé đó đi một thời gian cũng dài lắm và về nhà bình an. Quý vị thấy không? Đương nhiên cũng có nhiều đứa nó đi nó chết luôn, nhưng mà ý Liên nói là những cái rủi ro đó, không phải tất cả mọi người đều thất bại, có người thành công, và cái thành công đó nó sẽ làm cho con quý vị trở thành người trưởng thành rất là tuyệt vời. Như quý vị biết, ở Sài Gòn á, có cái trung tâm nhân đạo tên là Mason Chance á, tức là nhà may mắn á, của cô Tim, người Thụy Sĩ đó. Cô đó cổ đi bộ từ Thụy Sĩ qua rất nhiều nước và tới Việt Nam, và cuối cùng cổ dừng lại Việt Nam và cống hiến cho những người khuyết tật ở Việt Nam cho tới bây giờ. Thì quý vị thấy là rõ ràng cô Tim là người xuất chúng mà. Cái legacy, tức là cái điều mà quý vị, cái công trạng mà cô Tiên để lại cho đời sau rõ ràng là vĩ đại. Nhưng nếu cô Tiên không có những người cha mẹ tôn trọng cái nhu cầu tìm hiểu thế giới, thích làm việc táo bạo, thích chứng tỏ mình của cô Tiên lúc cổ đang còn tuổi teen, thì làm gì có trung tâm nhân đạo lớn như vậy ở Việt Nam. Quý vị có hiểu ý không ạ? Thành ra cái gì mà tiếng Anh nó có câu là high risk high return, tức là rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng nhiều. Thành ra là quý vị sẽ thấy là những ai mà có khả năng chịu đựng rủi ro, họ thường có được những công trạng rất là to lớn, những thành quả rất là to lớn. Cho nên đây là cái điểm rất mạnh của tuổi teen mà lẽ ra chúng ta phải quý báu, gìn giữ và khuyến khích. Ngược lại, đa số phụ huynh Việt Nam lại chê bai, chà đạp, mắng nhiếc và cản trở. Đó là điều vô cùng đáng tiếc, quý vị.
bây giờ mới nói tới cái chuyện là tuổi teen, thì là cái việc nhà, cái việc gì mà dặn nó làm việc nhà hay là dặn nó lo chăm sóc bản thân nó thôi, dặn việc trước việc sau gì đó theo thứ tự nó không nhớ gì hết trơn á. Còn cái thông tin về sao Hàn, trời ơi nó nhớ chi tiết lắm, nó nhớ rõ lắm. Hay là thông tin gì mà nó tìm trên mạng á, về khoa học hay về lịch sử hay về chính trị hay về nhân văn gì đó, ôi trời nó nhớ rõ lắm. Mà cái công việc mình nhắc nó trong ngày có 2-3 việc mà nó quên trước quên sau. Thì chúng ta sẽ nói cái chuyện tiếp theo của tuổi teen là cái chuyện là cái người ta có làm một cái nghiên cứu là người ta thấy là tại sao tuổi teen á, cái những cái thông tin mà nó tìm hiểu ở trên mạng như là khoa học, như là lịch sử, như là chính trị, như là nhân văn, như là sao Hàn gì đó, ôi trời ơi nó nhớ kỹ lắm. Mà cái việc mình dặn nó là hôm nay con làm 3 việc cho mẹ nha, nó nhớ, nó quên trước quên sau. Chỉ có 2-3 việc thôi nó không nhớ, hôm nay làm này ngày mai làm kia nó không nhớ gì hết trơn. Là vì sao? Là vì người ta đã nghiên cứu được, người ta đo cái sóng não, tức là để thấy được cái não nó hoạt động mạnh hay yếu, nhanh hay chậm á. Thì người ta thấy là ở cái tuổi teen là cái tuổi mà cái thùy não mà chịu trách nhiệm cho nó gọi là executive function, tức là cái chức năng mà làm việc mà có trật tự á, nó hoạt động rất là yếu ớt. Còn cái phần não mà chịu trách nhiệm cho thông tin kiến thức á, chứ nó không có, không đòi hỏi một cái sự đều đặn trật tự á, thì nó hoạt động rất là mạnh. Chứng tỏ là cái bản chất tự nhiên của tuổi teen nó là như vậy. Nó, quý vị không thể đòi hỏi teen khác cái bản chất tự nhiên của nó được, không thể so sánh tuổi teen với tuổi nhỏ hơn hay tuổi lớn hơn để chê là sao teen họ là không có để ý, không có lo việc nhà. Quý vị phải hiểu rằng cái bản chất tự nhiên của cái não tuổi teen lúc này nó là như vậy. Cho nên quý vị thứ nhất là phải thông cảm, thứ hai là phải thuận theo tự nhiên đi ha. Muốn dặn dò teen ghi rõ đàng hoàng. Quý vị thấy không, như bản thân Liên này, Liên là người từ nhỏ tới lớn không nhớ gì đâu. Liên không nhớ gì hết trơn á, trí nhớ của Liên kém cỏi khủng khiếp lắm quý vị. Và Liên chẳng có cảm thấy đó là điểm yếu của mình. Liên hiểu đó là điểm yếu của mình, nhưng cái đó nó không làm cho Liên yếu ớt. Tại vì Liên tìm cách để mà nhớ dễ. Cứ có cái Google Calendar, cái lịch Google đó, cứ ghi lên đó, tới giờ nó báo là làm thôi, khỏi phải nhớ, đúng không ạ? Tại sao mình có công cụ mình ráng nhớ làm gì? Trí nhớ con người không bao giờ chính xác bằng ghi chép, bảo đảm với quý vị như vậy, phải không ạ? Thành ra là hãy thông cảm cho tuổi teen. Bây giờ mới nói tới chuyện là cũng cái não của teen. Thì não của teen nó ở cái giai đoạn á mà nó như vậy. Quý vị thấy tại sao teen nó rất là cực đoan, rất là nhạy cảm ha. Nó vui thì nó vui khủng khiếp, nó buồn khủng khiếp. Mà đụng đâu là giận dỗi đó, đụng đâu là tổn thương đó. Nhưng mà ngược lại nó rất là nồng nàn, nó rất là tình cảm. Nó lên cơn nó ngọt ngào lắm, trời ơi nó dịu dàng. Mà nó lên cơn nó cũng khủng khiếp lắm. Và nó rất là táo bạo, rất là bốc đồng, rất là liều lĩnh. Là vì sao? Vì cái não trạng của teen ở lúc này nó tự nhiên như vậy quý vị. Thì là người, quý vị thấy là gì? Cái lý do người ta vui hay buồn á là vì hormone não thôi. Ví dụ như người ta vui là vì não tiết ra chất serotonin, dopamine, epinephrine. Thì khi mà nó sẽ có tiết ra thì nó sẽ có những cái tế bào nó hút lại. Thì nó khi mà nó hút hết những cái chất đó là hết vui. Hay là nó tiết ra cortisol hay nó tiết ra adrenaline gì đó, là lúc mình căng thẳng mình giận dữ đó, thì nó sẽ có cái bên này nó tiết ra thì bên kia sẽ có cái khác nó hút lại. Thì hết cái đó là hết giận ha. Thì ở tuổi teen á, cái chức năng nó rất là kỳ lạ, là khi nó tiết ra chất vui á, serotonin, dopamine, epinephrine, nó tiết ra nhiều khủng khiếp nhưng nó hút lại rất chậm. Cho nên nó vui dễ sợ lắm. Và vì vậy cho nên nó không nó nhớ cái nỗi niềm vui của nó rất là nhiều. Nhưng mà cái gì mà buồn phảng căng thẳng nó cũng tiết ra rất là nhiều, cho nên thấy là nó nhanh giận, nó nhanh buồn, nó nhanh vậy đó, nhưng mà nó hút lại rất là nhanh. Trong khi là cái vui nó hút lại rất chậm. Thành ra quý vị sẽ thấy là cái nỗi sợ hãi thì nó nhớ rất là ít. Nhưng ở niềm vui nó nhớ rất là nhiều. Đây là cái bản năng giúp cho teen có thể can đảm táo bạo vượt ra khỏi cái sự sợ hãi của chuyện chuyển tiếp từ trong vòng tay cha mẹ, từ trong tổ ấm, từ trong hang, đi ra, từ trong cái tổ chim, từ trong hang động nó đi ra ngoài. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên quý vị phải hiểu mà thông cảm, mà cư xử cho đúng, cho thuận với tự nhiên. Không thì tội nghiệp cho con, bất công cho con thiên của quý vị, là làm cho quý vị căng thẳng thôi. Quý vị đi ngược với tự nhiên không bao giờ thắng được. Đừng cố gắng bắt người ta đừng đi tè suốt ngày, không ai tuân thủ được, đúng không ạ? Bắt người ta đừng có ăn suốt một năm, người ta chết ngắt rồi, lấy đâu mà tuân thủ. Quý vị có hiểu ý không ạ?
đừng đi ngược cái tự nhiên. Chúng ta là sản phẩm của tự nhiên, không có ai máy đẻ hết á. Chúng ta là sản phẩm của tự nhiên, chúng ta không phải là máy, cho nên chúng ta phải sống theo quy luật tự nhiên, quý vị. Bây giờ mới nói tới chuyện là tin cáu gắt. Ôi trời ơi, cáu gắt khủng khiếp. À, có nhiều người nói với Liên là tôi đi ngang nó cái thôi, tôi không làm gì, nó quay qua nó nói sao mẹ đi ngang hoài vậy. Nó quay qua nó nạt vô mặt tôi vậy á. Cái chuyện này Liên gặp nhiều lắm, mấy đứa cháu Liên Liên thấy rõ, nhà Liên có 7 đứa cháu, Thiên cũng có, Tinh cũng có, Tiền cũng có, trơn rồi. Thành ra Thiên cáu gắt là chuyện không ai ngạc nhiên nữa rồi ha. Và tại sao nó cáu gắt là vì Thiên đang ở trong cái giai đoạn khó khăn nhất của đời người. Cái giai đoạn nó gọi là physically stress, là sự căng thẳng về mặt sinh lý, về mặt cơ thể. Vì lúc này hormone, nó hormone nam, hormone nữ, nó tiết ra rất nam thì hormone tiết ra hormone nam, nữ thì tiết ra hormone nữ. Nó tiết ra rất là nhiều để cho Thiên transform. Transform là một sự biến đổi từ trong ra ngoài. Change chỉ là một sự thay đổi thôi, một phần nào đó. Còn transform là một sự biến đổi từ trong ra ngoài một cách toàn diện và tổng thể và chi tiết ha. Thì là lúc này là nó thay đổi từ trong ra ngoài, bộ phận sinh dục phát triển rồi, giọng nói thay đổi rồi, nội tiết tố thay đổi rồi, nữ thì là ba vòng thay đổi rồi, nam thì bắt đầu có râu rồi, bắt đầu bế giọng rồi, nữ thì bắt đầu có chu kỳ hàng tháng rồi, nam bắt đầu bắn pháo hoa. Nghĩa là tất cả những cái này sẽ làm cho Tim rất là sợ hãi, bối rối, bàng hoàng. Và nếu như không có cái sự trò chuyện giải thích cho Tim hiểu thì đây là một cái chuyện vô cùng đáng sợ ha. Thứ hai nữa là vậy, quý vị biết là nếu mà quý vị tham gia chương trình Cha Mẹ Đồng Hành, trong cái phần đồng tính và giới tính á, mình sẽ nói rất kỹ là khi mà người ta đi chuyển giới, quy mổ chuyển giới, quý vị, ví dụ mà nam mà muốn chỗ mổ thành nữ á, thì trước khi mổ người ta phải, nam đó phải được chích vào hormone nữ để dậy thì nữ, sau khi dậy thì nữ người ta mới mổ. Và xin thưa với quý vị là chỉ cần chích hormone dậy thì một lần nữa thôi, chết ngắt liền. Tức là cái quá trình dậy thì nó căng thẳng tới mức mà một đời người, sức lực của một con người bình thường chỉ chịu đựng nổi 2 lần. Chứng tỏ là khi vượt qua một thời kỳ dậy thì nó là một sự căng thẳng về mặt sinh lý, về mặt cơ thể, về mặt bệnh lý. Như thể là người ta căng thẳng vì người ta vừa mới mổ, hay là người ta căng thẳng vì người ta vừa mới xạ trị, hay là người ta căng thẳng vì người ta đang có mang, hay người ta đang bệnh nặng. Cái khổ là như vậy. Khi người ta vừa mới mổ, hay vừa mới xạ trị, hay vừa hay đang bệnh nặng, hay là đang có mang á, thì cái biểu hiện nó rất là dễ thấy. Người ta mệt mỏi, người ta căng thẳng, người ta yếu ớt, phải không? Thì là mọi người xung quanh có thể thông cảm được. Khi người ta mới xạ trị xong á, người ta gắt gỏng, đúng không quý vị? Người ta nhăn nhó, nhưng mình lúc nào cũng thông cảm, tại mình hiểu người ta vừa mới xạ trị. Cho nên mình sẽ dịu dàng, mình sẽ nhẹ nhàng, mình sẽ làm mọi cách cho người ta dễ chịu hơn. Nhưng mà Tin nó cũng đang căng thẳng kiểu đó, nhưng cái biểu hiện của nó lại là mạnh mẽ, ồn ào, phá phách, nghịch ngợm. Cái mình tưởng là nó khỏe, cái nó nhăn nhó, cái mình nói sao hung hăng vậy, sao vô lý vậy. Chứ thật ra cái sự căng thẳng về mặt sinh lý lâm sàng nó giống nhau. Bây giờ quý vị nghe như vậy rồi, quý vị mới thấy rằng có con Tin nó cứ gắt gỏng với mình suốt ngày, mình khổ ghê. Nhưng sự thật nó khổ hơn mình rất nhiều, vì chính nó đang trải qua một cái thời kỳ biến đổi từ trong ra ngoài. Cũng giống như là một con rắn khi mà nó lột xác, hay là một con cua, một con tôm hùm khi nó lột xác á, nó bỏ cái xác cũ rồi á, nó yếu, nó mềm xèo, cái vỏ nó mềm xèo, nó yếu ớt lắm. Một thời gian sau cái vỏ nó cứng lên thì nó mạnh hơn trước khi nó lột xác, nó to, nó mạnh hơn trước khi nó lột xác. Nhưng lúc mà nó vừa thoát ra cái vỏ cũ á, nó cái vỏ mới nó mềm xèo, nó yếu xìu. Thì Tin nó đang là như vậy. Nó đang rất là mong manh, nó đang rất là khó chịu, nó đang rất là căng thẳng về mặt sinh lý, cho nên nó mới gắt gỏng. Quý vị hiểu ấy mà. Và thường á, con người mình có xu hướng là giải thích mọi việc. Trên lý thuyết là con người ta buồn là cứ buồn, vui là cứ vui thôi. Nhưng mà cái thói quen giáo dục sai của chúng ta, cả thế giới chứ không riêng gì người Việt Nam đâu, là hay hỏi tại sao con buồn, tại sao con vui. Nó vô tình nó làm cho đứa nhỏ nó tưởng là khi vui nó phải có lý do, khi buồn nó phải có lý do, khi giận nó phải có lý do.
Thành ra tới khi mà tới tuổi teen á, lúc nào cũng thấy bực bội trong người, lúc nào cũng thấy khó chịu, tức tối hết á. Cái nó cố nó tìm lý do mà nó không biết lý do gì. Thành ra ai đi ngang qua cái nó đổ thừa luôn. Nó tại vì mẹ nhìn con mới bực mình. Quý vị hiểu ý không ạ? Đây là rõ ràng quý vị thấy chúng ta đã vô tình dạy con mình sai rồi, bây giờ chính nó, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, đúng không ạ? Cho nên từ đây về sau con nhỏ của quý vị á, trong lớp cha mẹ am hiểu chúng ta sẽ nói về trí tuệ cảm xúc, dạy con trí tuệ cảm xúc thì nói kỹ hơn chuyện này, là con nít nó vui hay nó buồn nó không cần lý do, người lớn cũng thế thôi, đừng thắc mắc tại sao vui tại sao buồn, phải không? Khi nào nó khóc thì mình cứ để cho nó khóc thôi, nó vuốt cho nó nín khóc, lúc đó sau đó mới hỏi chuyện gì đã xảy ra, thay vì nói cái gì làm con buồn, đừng nói vậy, nói chuyện gì đã xảy ra, phải không? Để cho con mình đừng hiểu lầm là buồn hay vui hay giận nó phải có lý do, nó không cần lý do đâu quý vị ha. Thì rõ ràng là quý vị thấy là cái tuổi teen á, khó khăn thuận lợi nó rất là rõ ràng, và khi quý vị nghe xong những thông tin này, quý vị thấy cái đám teen nó đâu có tồi tệ như mình tưởng đâu, nó rất là tuyệt vời ha. Nếu mà quý vị từ nhỏ đã đánh mắng ép buộc, không lắng nghe, chỉ có chửi, chỉ có đánh, thì bây giờ nó thành teen, nó sẽ không thèm nói chuyện với quý vị đâu, nó không tin tưởng quý vị đâu, nó không, và quý vị đã vô tình cài đặt cho cái phản xạ có điều kiện á, là phải chửi phải mắng nó mới làm việc, còn lý lẽ nó không có tác dụng, nó nhẹ nó không có tác dụng. Cho nên lúc này quý vị đã quen dùng cái nguyên lý mạnh được yếu thua. Từ nhỏ quý vị đã dùng cái nguyên lý mạnh được yếu thua ép buộc con quý vị làm này làm kia, bây giờ nó sẽ chơi nguyên lý đó lại với quý vị. Nó sẽ không, có đứa nó đánh lại, có đứa nó không đánh lại, nhưng lì cái mặt ra quý vị làm gì được nó. Giờ này đánh nó được không? Đánh bao nhiêu nó cũng tỉnh queo. Bây giờ quý vị đuổi nó ra khỏi nhà, nó đi luôn, ha ha, ai buồn, ai lo. Nó cũng sẽ khổ, nhưng chính mình sẽ khổ hơn. Cho nên những ai đã có cái thói quen dạy con cái kiểu bạo lực và hèn hạ, liền không ngại ngùng dùng cái từ này đâu. Mạnh được yếu thua là một thằng, là cái kiểu dạy con hèn hạ. Người cao thượng không bao giờ dùng mạnh được yếu thua, mà phải dùng lý lẽ đàng hoàng. Những ai đã dạy con theo cái kiểu hèn hạ đó, bây giờ sẽ hưởng lại thôi. Những ai đã từng đuổi con, bây giờ nó đi luôn cho quý vị biết mặt. Và bây giờ nó sẽ dạy quý vị cái bài, và nó biết quý vị thương nó. Nó biết rõ quý vị thương nó, cho nên nó đe dọa bằng cách là không làm theo vừa ý nó sẽ đi tự tử. Nhân viên của Liên nó chơi trò đó với Liên quý vị. Nó đe dọa đi tự tử với Liên, tại nó biết Liên thương nó mà. Thành ra quý vị sẽ thấy là gì. Ôi, có internet lại rồi. Tại vì sao? Tại vì cái cô bé này cổ lầm hiểu, cổ hiểu lầm giữa cái mối quan hệ sếp và nhân viên với cái mối quan hệ gia đình. Thấy Liên cư xử tốt quá, cái hiểu lầm Liên, cái hiểu lầm Liên là gia đình, thành ra mới làm trò đó, phải không ạ? Thì thôi chị nó bỏ qua, bây giờ mới nói tới chuyện teen là như vậy. Quý vị muốn cho con quý vị tin tưởng thì từ nhỏ quý vị phải nói chuyện nhẹ nhàng, vui cười, lắng nghe, phải không? Trong chương trình cha mẹ đồng hành, quý vị sẽ được cái trải nghiệm để hiểu được thế nào là lắng nghe. Cho nên những ai mà không đủ tiền, không có thời gian hay không muốn trả tiền, có thể xem chương trình cha mẹ đồng hành trên YouTube, nhưng sẽ không có được những cái trải nghiệm tuyệt vời này. Chỉ sau khi quý vị trải nghiệm, quý vị mới thấu hiểu, mới là thấm từng tế bào, và từ đó về sau là tự nhiên thay đổi hành vi và tính cách, đúng không? Còn nghe thông tin thì là khó mà thay đổi lắm. Ok, thì là từ nhỏ quý vị muốn con teen của quý vị nó thành tiên, thì thứ nhất quý vị phải nói chuyện nhẹ nhàng, giải thích, lắng nghe, phải tạo niềm tin giữa con quý vị và quý vị. Trong cái livestream trước á, Liên nói là đừng biến con quý vị thành phe đối nghịch mà hãy là phe đối lập. Phe đối nghịch nghĩa là muốn tiêu diệt lẫn nhau, muốn làm khó nhau, muốn khổ làm cho còn phe đối lập là hai bên có cùng một mục đích, yêu thương nhau, muốn đạt được cái điều gì đó chung, nhưng cái cách làm và quan điểm ngược nhau thôi. Thành ra quý vị phải hiểu là con quý vị và quý vị luôn luôn là phe đối lập, tại vì nó sinh sau quý vị mấy chục năm. Gia đình nó khác quý vị, truyền thống khác quý vị, ông bà khác quý vị, trường lớp khác quý vị, đương nhiên quan điểm của nó sẽ đối lập với quý vị. Nhưng mà quý vị và nó thương nhau, quý vị và nó đều muốn hai người đều hạnh phúc, cho nên chúng ta là phe đối lập chứ không phải là phe đối nghịch, phải không ạ? Vì hai bên đều yêu thương lẫn nhau và muốn điều tốt đẹp cho nhau, chỉ có cái là quan điểm ngược nhau thôi. Vậy thì từ nhỏ, ok,
Cho nên từ nhỏ, hãy dùng lý lẽ, hãy giải thích, hãy trò chuyện, hãy lắng nghe, hãy thông cảm, hãy hỏi lý do cho đàng hoàng. Chứ đừng vội vàng phán xét, đừng vội vàng chê bai, đừng vội vàng đánh mắng. Hãy cho con quý vị có cơ hội trải nghiệm, có cơ hội thất bại. Rồi đừng có nói những câu thấy chưa mẹ nói mà không nghe. Phải không? Đừng nói những câu đó, nói không sao con, thất bại là bình thường, thất bại là mẹ thành công. Mình học hỏi từ đây rồi từ đây về sau mình rút kinh nghiệm ha. Và nếu như bây giờ nó đã lỡ xa lánh mình rồi thì mình phải tìm cách gần nó bằng cách nào? Đó là bây giờ quý vị phải cư xử với teen như thể cư xử với khách quý. Hãy cư xử với teen như thể là với khách hàng tiềm năng hay khách hàng thân thiết lâu ngày, khách hàng mà đem lại cho mình nhiều tiền nhất. Nhẹ nhàng, tôn trọng, chiều chuộng. Và nếu mà quý vị bây giờ đã lỡ đánh mắng lâu rồi, ok, nếu đã lỡ đánh mắng lâu ngày, đã lỡ không lắng nghe lâu ngày thì bây giờ xây dựng lại cái niềm tin đó không dễ dàng. Nhưng mà hãy cố gắng hả, luôn luôn giáo dục không bao giờ, không bao giờ muộn. Cho nên là bước 1 là quý vị phải xây dựng niềm tin bằng cách là việc đầu tiên là phải có một cái sự xin lỗi con một cách chính thức. Và phải tuyên bố là từ đây về sau mẹ sẽ thay đổi. Và phải nhớ rằng quý vị không thể thay đổi ngay lập tức được đâu. Chắc chắn quý vị sẽ có những thói quen cũ. Cho nên hãy nói cho con quý vị biết là mẹ cương quyết thay đổi, nhưng mà cái thói quen khó bỏ lắm con ơi. Cho nên lâu lâu mẹ vẫn làm cái việc như hồi xưa, thì con hãy nhớ là mẹ cố gắng nhưng mà mẹ chưa thay đổi kịp. Thì con báo cho mẹ biết thì mẹ sẽ xin lỗi con, và mẹ chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là nếu không nói chuyện với con được thì viết thư. Thứ ba là muốn nói chuyện với con thì phải hẹn đàng hoàng, hỏi khi nào con rảnh thì cho mẹ được nói chuyện, cho bố được nói chuyện, hoặc là chúng ta sẽ đi uống cà phê. Quỳnh Trần nói là em có con nhỏ 5 tuổi bướng bỉnh thì nên học lớp nào? Thành thật mà nói thì xin học cả 3 lớp. Học cả 3 lớp, có cái combo 3 lớp á, thì cái học phí nó ưu đãi, nó rẻ hơn học từng lớp nhiều. Và sau khi mà đứa nhỏ nó nhận lời nói chuyện với mình thì quý vị sẽ thấy là trong quá trình nói chuyện, quý vị sẽ thấy là có cái điều nó thấy đúng, mình lại thấy sai. Nhưng mà khi hỏi ra lý lẽ thì quý vị thấy là với lý lẽ của con đương nhiên nó tới cái kết quả đúng, với lý lẽ của mình đương nhiên nó tới kết quả sai. Thì rõ ràng là chúng ta có quan điểm đối lập, cách hành xử đối lập, cách lập luận khác nhau. Cho nên là, nhưng mà thấy là lý lẽ đó dẫn tới kết quả đó là đúng thì phải công nhận nó là đúng. Thì là nếu mà quý vị thấy con quý vị có lý lẽ khác nhau và đi tới kết luận ngược nhau thì phải hiểu rằng quan điểm khác nhau, lý lẽ khác nhau là chuyện bình thường. Và phải cố gắng để cho con hiểu cái lý lẽ. Và cái quan trọng là hiểu là hỏi là con muốn cái gì, mục đích của con là gì. Thì quý vị sẽ thấy là khi con có mục đích khác, quý vị có mục đích khác, đương nhiên thì sẽ đi tới cái kết luận khác. Vì vậy phải hai người phải có chung mục đích. Thì khi mà nói xong hết rồi vẫn không có tới tìm được điểm chung thì nó sẽ cái cách là phải tìm cái sự nhân nhượng. Quý vị sẽ thấy sự thỏa hiệp và sự nhân nhượng khác nhau lắm. Thỏa hiệp là mình quýnh, mình ép cho nó làm theo ý mình, nhưng quýnh hoài nó vẫn lì cái mặt nó ra thì mình chịu thua, đó là thỏa hiệp. Hoặc là mình chửi hoài cái nó chửi mạnh hơn cái mình chịu thua, cái đó là thỏa hiệp. Và lúc đó nó làm gì làm, mình không biết làm gì hết trơn là thỏa hiệp. Còn nhân nhượng là vậy. Mục đích của tôi là như vậy, mục đích của anh là như vậy, lý lẽ của tôi là ABCD, lý lẽ của anh là EDF, đúng không? Vậy thì bây giờ mình không tìm được chung thì tôi sẽ nhường A, anh phải nhường D. Tôi phải nhường C, anh phải nhường E. Thì đó, thì mình phải nhường, mình sẽ nhường, mỗi người nhường một tí. Tôi nhường điểm này, anh nhường điểm kia. Mẹ nhường cái này, con nhường cái kia. Bố nhường cái này, bố con nhường cái kia. Phải lùi bước một tí thì mới có thể nào sống chung được. Quý vị biết dân chủ nghĩa là phải nhường nhịn hả? Không thể nào có tất cả được. Chỉ cần vua tôi độc tài á, vua có tất cả và người dân không có gì cả. Cho nên người dân khi mà không chịu nổi vua nữa, lật đổ vua, dựng nên vua mới, thì cái người vua mới cũng lại có tất cả và người dân lại không có gì cả. Cho nên người ta mới có câu là gì, khi nào dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Tức là mỗi những là nó chỉ là trao đổi quyền lực thôi, chứ nó không có chuyện là sống chung hòa bình. Thành ra cái chúng ta muốn là trong gia đình chúng ta không có sự chào sáo hận thù. Chúng ta không muốn trong xã hội chúng ta có cái chuyện là lật đổ rồi đổ máu. Chúng ta muốn có sự trao đổi quyền lực nhẹ nhàng, dịu dàng, hòa bình, giống như nước Mỹ á, từ Obama qua Trump á, nó không có một tí xíu đổ máu nào hết, phải không? Rồi từ Trump qua người khác nó cũng không có thứ xíu đổ máu nào hết. Cho nên là gì? Muốn có cái sự hòa bình đó thì nó phải có cái sự nhân nhượng đôi bên. Tôi lùi một bước, anh lùi một bước. Tôi lùi bước này, anh lùi bước kia. Tôi lùi bước nọ, anh lùi bước khác ha. Thì rõ ràng là
Khi quý vị hiểu ra được bản chất của teen, quý vị sẽ thấy đây là một cái tuổi rất tuyệt vời. Và nếu mà quý vị cư xử đúng thì là cái mối quan hệ giữa quý vị và con quý vị nó rất là tốt, rất là mạnh mẽ, và quý vị có một cái cánh tay phải rất là đắc lực, một người bạn đồng hành rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn, sức lực dồi dào, tư duy sáng tạo, đầu óc phân tích rất là sắc bén. Thì là khi mà quý vị hãy giao cho teen những cái trách nhiệm như là ví dụ đi du lịch thì là teen lên kế hoạch, du lịch gia đình teen lên kế hoạch, hay là gia đình mà có lễ Noel hay là tiệc sinh nhật gì đó cho teen lên kế hoạch, cho quý vị teen sẽ là giám đốc, quý vị là phó giám đốc, hay quý vị là cố vấn hay là tư vấn gì đó, thì quý vị sẽ thấy là teen sẽ vươn lên để xứng đáng với vai trò của mình rất là tuyệt vời. Hãy like, đăng ký kênh Trần Thị Ái Liên để theo dõi thêm thông tin mới nhất và bình luận bên dưới để cùng chia sẻ, thảo luận thêm với Liên nhé.